Cindy Sinclair, bữa nay chúng ta sẽ qua làm việc với Session. Vậy thì bây giờ cái khái niệm Session á thì cũng giống như là chúng ta làm với học kỳ 3. Thì mình thấy rằng là môi trường web là môi trường không có trạng thái, có nghĩa là những cái request trước được xử lý xong thì những cái gì liên quan tới cái request đó đều phải bị xóa đi hết, được cả bạn. Nhưng mà trong nhiều trường hợp mình mong muốn rằng ứng với một cái request nào đó sau khi nó thực hiện xong thì chúng ta cần phải giữ lại một số giá trị. Ví dụ người sử dụng người ta đăng nhập xong, mình cần phải giữ lại cái username của người ta. Người sử dụng người ta mua hàng xong, người ta mua hàng cái sản phẩm thứ nhất, người ta mua sản phẩm thứ hai, mình phải giữ lại cái sản phẩm mà người ta đã mua. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng session để chúng ta làm được ha. Rồi vậy thì bây giờ để tạo session ở trong CP Serverless chúng ta sẽ thực hiện như sau. Rồi chúng ta nêu một cái project mới luôn, chúng ta sẽ qua làm việc cho session để làm sao gì cả. Rồi tạo một project mới ha, Dynamics Web Project. Bữa làm một cái buổi mấy tập? Buổi 2, bữa nay buổi 3 đúng không? Buổi 3. Rồi. Tạo ra cái file web chấm XML luôn đi các bạn. Thì chúng ta sẽ cho cái trang đầu tiên là trang index ha. Từ đó chúng ta sẽ có một cái liên kết để mình liếc chuột vào trong đó, mình sẽ gọi về cái serverless. Thì chúng ta sẽ tạo session ở trong serverless và chúng ta sẽ show kết quả nó vào trong một cái trang CP, hoặc là mình sẽ lấy kết quả nó vào trong một cái serverless khác tùy ý. Rồi vậy thì bây giờ phát sinh ra cái file web chấm XML có index chấm CP là cái trang chạy mặc định nè. Chúng ta sẽ có đây là trang chạy mặc định. Rồi vậy thì mình tạo file index.cp trong web content ha. Vậy thì trong cái demo này, thứ nhất là chúng ta khởi tạo ra session thử. Thì mình sẽ cho session nó chứa một cái chuỗi, một cái số. Và chúng ta cho session chứa một đối tượng và list đối tượng luôn. Thì mới mốt mình đặt cái shopping cart chính là cho session chứa một cái list đối tượng lại đó. Được ha. Rồi vậy thì bây giờ trong trường hợp này mình sẽ tạo trang CP. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo file index nè. Rồi, như vậy tới thời điểm này có cái đồ set, có cái file index.cp. Rồi, nếu xong rồi thì tạo cái bắt kiện controller đi các bạn. Okay. Còn muốn list chuột thì nó sẽ gọi về cái hàm do get ở trong serverless. Rồi, vậy thì trong index chúng ta gắn liên kết vô thôi. À, web nè. Rồi, chúng ta sẽ có ví dụ demo. Thì mình gọi về demo của serverless một cái là xong rồi. Nhớ khai báo là cái tên chỗ này nha, a.com web serverless ha. Rồi, giờ chúng ta gọi cái demo. Rồi, vậy thì bây giờ chạy thử một cái. Rồi, mình chọn lên đây thử cái. Rồi, rồi về do get được rồi. Đây.
Thì bây giờ khi mà người ta chạy, người ta liếc chuột vào ở phía bên trong thì mô controller á, thì thứ nhất là mình cho nó load một cái trang gì đó lên đi mọi người. Vậy thì ở trong cái folder web content, các bạn new một cái file zip nữa đi. Trong folder web content ha, mình new một cái file zip mới. Ví dụ như là mình đặt cái file là result, dùng để mình show ra cái giá trị của session. Ở trong web content mình sẽ new một cái file zip mới, result. Rồi, vậy thì bây giờ mình show giá trị của session ra nè. Vậy thì đứng từ ở phía bên trong serverless, chúng ta sẽ đi gọi tới cái file result.zip. Thì hôm trước là chúng ta đó request, get request dispatcher, chỉ tới cái file zip nào, sau đó mình gọi cái hàm over, đưa hai cái đối tượng request và response qua, được nha. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này, chúng ta sẽ có lấy request nè, lấy request nè, chúng ta gọi get request dispatcher, get request dispatcher, gọi tới cái file result.zip forward request và respond qua. Rồi, như vậy là chúng ta đã mở lên được cái trang đó rồi. Vậy thì giờ thử lại cái nữa. Vậy thì mong muốn click chuột vào đây cái, rồi mở về được cái trang result rồi nè. Vậy thì bây giờ ở trong CP Serverless để chúng ta tạo và sử dụng session thì chúng ta sẽ gọi tới interface HTTP session. HTTP session. Còn cái khái niệm session như thế nào thì giống như kỳ 3 thôi. Mục đích của nó là dùng để lưu trữ cái giá trị qua những cái phiên request giữa client và server. Thì session nó sẽ tồn tại trong một cái khoảng thời gian người ta gọi là thời gian timeout. Trong cái khoảng thời gian đó, nếu các bạn không đụng chạm, không tương tác với session thì tự server nó sẽ hủy cái session đó đi để nó lấy lại nguồn nhớ. Do đó thì khi mình đăng nhập vô cái website mình đó, mình bỏ máy mình đi đâu lâu cái nó quay lại, cái nó bắt mình đăng nhập lại đó, là cho đó mình hết cái thời gian timeout rồi. Nào, hoặc là mình có thể tự điều khiển mình hủy session. Ví dụ người ta đăng nhập xong rồi người ta log out ra, người ta mua hàng xong rồi người ta đã thanh toán thì phải hủy cái dấu hàng trước đó. Được chưa các bạn? Đó là những cái hành động tự hủy cái session đi. Vậy thì đầu tiên để khai báo cái session, các bạn sử dụng cấu trúc như sau. Chúng ta gọi tới cái interface HTTP session. Các bạn thấy ở trong clip thì interface nó là cái màu tím của cái chữ Y á. Và chúng ta thấy nó nằm trong cái bucket server.serverless.http. Bên bên phải là cái bucket start. Các bạn nhìn mình biết nó là cái kiểu gì để mình sử dụng tương ứng. Vậy thì chúng ta sẽ gọi tới cái interface này, HTTP session. Chúng ta sẽ lấy cái đối tượng request, chúng ta gọi cái hàm get session. Thì đây chính là chúng ta đã khai báo một cái session ra nè. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được một cái đối tượng session. Từ cái đối tượng session này mình sẽ cho nó chứa nhiều cái giá trị bên trong. Chứa nhiều giá trị bên trong. Thì trong trường hợp này để chúng ta muốn gán giá trị vào trong cái session, các bạn gọi cái câu lệnh session, chúng ta gọi cái hàm set attribute. Set attribute. Thì các bạn thấy cái hàm set attribute này nó cũng là cái cặp key value. Thì các bạn thấy cái value của nó là một cái object. Do đó mình có thể bỏ vô cái giá trị tùy ý, chuỗi số đối tượng, list đối tượng gì đó tùy ý mình. Ví dụ như là mình sẽ tạo ra một cái session A cho chứa giá trị 1, 2, 3. Bởi vì đó là object mà. Rồi mình tạo một cái session username, mình cho chứa giá trị ABC. Đây chúng ta có thể sử dụng session như vậy. Rồi, đó là chúng ta tạo ra được hai cái session rồi. Bây giờ trong trường hợp mà mình muốn show cái giá trị session này ra ở bên trong trang CP thì chúng ta sẽ sử dụng biểu thức EL để chúng ta show cái kết quả của nó ra. Mình muốn làm mấy cái trang mà đăng nhập sâu số chữ welcome ở trên góc bên phải á. Mấy website đúng không? Show welcome, chạy list chuột, log out, general file gì đó. Rồi vậy thì trong trường hợp này mình sẽ sử dụng biểu thức EL, mình show giá trị session A và username ra như sau. Kiểm hôn lắm ơi, được ha. Rồi vậy thì giờ vào trong result nè, thì show cái session A ra nè. Chúng ta sử dụng biểu thức EL thì các bạn sẽ gọi tới đối tượng session scope. Cái này là biểu thức EL nó cung cấp sẵn cho mình. Gọi cái session scope, gọi tới session nào mình cần xài, session A.
Đó, như vậy là chúng ta tạo ra được cái section, chúng ta đã gọi được tới cái section A bằng đối tượng section scope. Chữ x viết hoa lên cái lớp ơi, đây là cái quy tắc đặt tên của Java á. Chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên ta viết thường, còn những cái chữ cái đầu tiên của các từ tiếp theo ta viết hoa lên. Đó, cái quy tắc đặt tên của Java. Như các bạn thấy trong clip á, mình cần cho space nó show mấy cái lý để ý đó, nên nó thường sẽ đặt tên theo cái quy tắc đó. Rồi, tương tự như vậy đó, mình sẽ lấy như username luôn. Vậy thì cứ gọi tới session scope. Đó. Rồi lấy session nào ra? Session username xong chuyện. Rồi trẻ thử đi. Con muốn nếp chuột vào trong cái Linux demo thì bây giờ nó sẽ đi show giá trị của hai cái session này ra cho mình. Ở trong admin MVC thì mình sử dụng show ra nè. A một cái ba username abc đó là kết quả mong muốn. Đọc cái session ra từ cái trang gdb thì sau này mình lập trình á, mình cũng sẽ cần có cái nhu cầu là đọc giá trị session ra bằng cái code Java. Ví dụ người ta liếc chuột vào trong cái lúc đặt mua thì muốn là đọc cái giá trị cái giỏ hàng ra để thầy thêm cái sản phẩm mới vô trong đó, đúng cho mọi người. Do, hoặc là người ta liếc chuột vào trong cái nút general file thì mong muốn lấy cái session username hiện giờ ra để thầy lấy được cái thông tin tài khoản, để thầy show ra cho ta biết tài khoản hiện giờ có cái gì, ta mới cập nhật cái thông tin mới, đúng không mọi người? Do đó mình sẽ cần có nhu cầu đọc cái session ra từ ở trong cái code Java. Vậy mong lớp ơi, nghỉ hè vô lấy nhiệm lại chưa? À, không ra này. Không ra. À, đây vậy chứ. Không kịp nói thầy và chào nha, cái phần này quan trọng á. Nhớ là chọn nguyên đồ xét chạy là chạy từ index chạy vào đi các bạn, tại vì index liếc chuột vào đó thì gọi về servlet, servlet nó mới tạo session ra cho mình được. Vậy thì bây giờ nè, giả sử thầy có cái nút submit ở đây đi, mình giả lập luôn, hoặc là cái liên kết gì đó, thì bây giờ thầy muốn rằng là khi người sử dụng người ta liếc chuột vào trong đó thì thầy gọi về servlet và cụ thể là thầy sử dụng cái code Java để thầy đọc mấy cái session này ra thì làm được ha. Vậy thì bây giờ giả sử mình có một cái servlet thứ hai đi lớp ơi, cho thầy một cái servlet demo 2 controller, nêu một cái servlet thứ hai nữa, demo 2 controller. Rồi cụ thể thầy để là demo 2, tạo một cái servlet thứ hai ha, demo 2 controller. Rồi vậy thì bây giờ thầy muốn rằng là đứng từ cái trang resource.cp á, mình liếc chuột vào trong cái liên kết thì mình sẽ gọi về demo 2 này. Và cụ thể là trong cái hàm doget của demo 2, chúng ta sẽ sử dụng code Java để mình đọc cái giá trị của nó ra và mình show vào trong cái cửa sổ console ở đây. Đó, mình sẽ lấy cái giá trị session bằng cái code Java. Được nha. Rồi, vậy thì bây giờ thứ nhất là để làm cái gì với session thì đầu tiên phải tạo cái đối tượng session ra, HTTP session, đúng giống như lúc nãy. Rồi, vậy thì mình sẽ đi lấy cái interface HTTP session ra nè, lấy cái đối tượng request từ tham số xuống xài nè. Như vậy là tạo được cái đối tượng session. Rồi, vậy thì bây giờ mình muốn đọc cái giá trị session ra, các bạn sẽ lấy session, các bạn gọi cái hàm get attribute, gọi hàm get attribute thì trong get attribute bỏ vào cho nó là một cái key thì nhận về cái giá trị đó value là kiểu object luôn, vậy mới đã. Thì sau này mình lấy object đó xong mình ép về cái kiểu chúng ta mong muốn để chúng ta xử lý. Giờ cái object đó mà mới mốt mình chứa một cái danh sách những cái sản phẩm trong cái giỏ hàng thoải mái luôn. Được ha. Vậy thì bây giờ giả sử mình cần lấy về cái số nguyên đi, ví dụ mình cần hứng về cái con số nguyên A thì mình ép cái object này về thành cái chuỗi trước đi, rồi sau đó mình cho integer.backin để ép cái chuỗi này về thành một con số. Đó. Vậy thì chỗ này lấy integer mình backin cho nó thôi. Đó, như vậy là mình lấy cái giá trị session ra. Rồi, đó, chúng ta hứng về một cái số đó. Bây giờ giả sử thầy hứng về cái chuỗi, vậy thì chúng ta lấy session, gọi get attribute. Đó, muốn lấy giá trị session ra thì get attribute.
chỉ tới session nào rồi gọi cái hàm to train. Như vậy là chúng ta lấy được hai cái giá trị session rồi. Đầu tiên là mình hướng được một cái object ha, từ object đó chúng ta mới ép về cái chuỗi, rồi từ chuỗi mình muốn về số nguyên, số thực hoặc là cái gì đó thì cứ gọi cái wrapper lắp tương ứng integer, double hoa, đơn hoa, boolean hoa, vân vân. Rồi các bạn sử dụng console để chúng ta in vào trong cái cửa sổ console của Elite thì mọi người sit out đó. Rồi sit out ha. Mình show ra A nè, cộng cho A. Mình show ra username nè, mình cộng cho username. Đó, rồi. Vậy là chúng ta show được. Thì chạy xong rồi á, bắt đầu bây giờ là mình xong cái này mình sẽ gắn cái liên kết vào trong cái trang resource đây. Để người ta list chuột thì gọi vô demo 2 này. Được các bạn. Và sau đó các bạn mở cái cửa sổ console ở trong Elite đó để các bạn coi cái giá trị nó show ra dưới này hay không. Để mình xét vào cái cửa sổ console này. Vào trong resource.cp. Ai xong rồi thì vào resource.cp. Thì gắn thêm cái liên kết để gọi về demo 2 consumer. Rồi, lớp làm thử chút nha. Đẹp ha. Vậy thì bây giờ trong trường hợp thầy muốn hủy session. Đó. Vậy thì giờ giả sử là thầy muốn list chuột vào trong một cái nút, ví dụ lock out hoặc là nút thanh toán, thì bữa mốt mình phải hủy cái session đã tạo đi. Đúng chưa? Vậy thì để hủy một cái session, các bạn sẽ sử dụng cái câu lệnh như sau. Rồi giả sử mình bây giờ mình hủy cái session username đi. Ví dụ ở đây là thầy hủy session nè. Ở trên mình tạo rồi, bây giờ mình hủy cái session đó đi. Ở trong demo controller nha, thầy vào lại demo controller. Rồi, vậy thì bây giờ để hủy một cái session rất là dễ. Gọi cái hàm remove attribute. Chúng ta gọi hàm remove attribute. Chỉ tới cái session nào cần hủy là xong ngay. Session username. Đó, lock out đó. Yeah, chúng con xong đó. Rồi, chạy thử. Chọn reset thì bây giờ mình click chuột vào trong cái liên kết demo. Thì mong muốn là không thấy được cái giá trị của cái username này nữa. Bị hủy mất tiêu rồi. Được nha, gọi remove attribute. Rồi, lớp làm chạy thở những cái đây. Phải đúng như vậy không? Giống như lúc đầu người ta chưa có mua sản phẩm nào hết thì cái giỏ hàng chưa tồn tại. Mà chưa tồn tại thì mình phải tạo nó ra để mình thêm cái sản phẩm đầu tiên vào. Được các bạn. Còn lần thứ hai nó đã có rồi thì lấy nó xài thôi. Do chúng ta sẽ cần có nhu cầu kiểm tra nó tồn tại hay không tồn tại. Đây nè, không có nè. Đó, và này list chuột nè. Thì chính là tại sao nó lỗi? Bởi vì cái session username bị hủy mất tiêu rồi. Mà qua ở bên trong demo 2 này mình gọi nó lên mình xài nè. Còn đâu mà xài? Được không mọi người? Do tới chỗ này các bạn có thể kiểm tra đó là nếu mà session chấm get attribute username mà khác luôn thì mình mới thực hiện cái lấy giá trị, ngược lại không làm gì hết. Đó thì cái đó là cái cách để mình kiểm tra session còn tồn tại hay không tồn tại đó. Muốn làm cái security á, nếu nó chưa đăng nhập vô thì lấy nó về cái trang login, đó chính là kiểm tra session có hay chưa đó. Ok, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ ứng dụng session vào làm hai cái ví dụ nè. Thứ nhất là cái ví dụ kinh điển nhất là đăng nhập. Đăng nhập thành công phải tạo cái session ra. Được ha mọi người. Và sau đó đưa vào bên trong làm gì đó. Rồi vậy thì bây giờ lớp tạo một cái servlet mới đi các bạn. Account controller. Mình sẽ làm cái login với session ha. Account controller. Rồi vậy thì mình sẽ viết đúng cái chuẩn hôm trước chúng ta làm là mọi cái request chúng ta đều gọi về servlet chúng ta thực hiện. Đúng không? Thì bây giờ là mình test, do đó mình bỏ qua cái bước kiểm tra mình có cái query string bằng null hay không rồi này nọ đó. Nhưng mà giờ mình sẽ viết lại. Hôm trước là trước khi nghỉ hè là như mình đã làm một cái servlet có nhiều cái hành động rồi đúng không? Đó, mình if else đó ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cần có cái trang mồi để cho nó mồi về cái servlet này. Bởi vì thầy muốn rằng là khi vừa chạy lên là mở cái form đăng nhập ra. Đó.
Vậy thì bây giờ các bạn tạo một cái folder account đi, mình sẽ tổ chức lại ở trong web content. Ở đây là account nha, web server desk thì mình sửa lại nó là account ha. Rồi, vậy thì trong web content tạo một cái folder mới, folder account. Web content tạo folder account. Trong cái folder account này mình sẽ có hai cái trang, một là cái trang login, hai là cái trang welcome. Vậy thì các bạn tạo hai trang zip. Kiểu không mọi người. Rồi, chúng ta sẽ có cái trang đầu tiên là trang login trong folder account. Có trang login. Rồi, chúng ta cớp nó ra để làm cái trang welcome luôn. Đó, mình đã có được cái view tương ứng. Quan trọng nhất của cái môn này là làm thành tạo giữa serverless với CP nha. Mình làm qua lại thao tác truyền dữ liệu sử dụng query string. Một số cái nữa. Ok. Bạn thấy không nhiều nó quay tới quay lui làm tới hình luôn đó. Rồi vậy thì giờ mình sẽ cần có cái trang mồi để mình sẽ gọi về serverless mình thực hiện. Vậy thì giả sử thầy có cái trang zip mới đi, cái file redirect đi, tại vì nãy mình lỡ mình đặt index cho nó có cái liên kết thì rồi. Vậy thì giờ các bạn cho thầy một cái file zip mới nữa trong folder web content, và mình sẽ cho cái file đó là cái file chạy chính để nó mồi vào trong cái account controller của mình. À, vậy thì new cái file zip mới luôn. Rồi chúng ta sẽ có zip file, mình đặt là redirect, cái tên tùy ý ha. Ví dụ ở đây thì đặt nó là redirect. Ở trong web content luôn ha. Trong web content. Và trong cái file redirect mới này thì mình có dòng thôi, chính là zip 2.power đúng không? Hôm bữa mình đã làm cái vụ mà mồi vào trong serverless rồi đó. Vậy thì giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ gọi vào trong cái thẻ của Java zip 2.forward chỉ tới cái serverless nào cần thực hiện. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nè. Đó, bay gọi về account. Sao? Nhớ bút giao mồi chỉ có nhiều đó, nó có nhiệm vụ là nó mồi vào trong serverless là thực hiện. Còn ở trong IP Net MVC thì mình cấu hình trong push cần fix ha, cần chung lơ mặc định đó. Rồi, vậy thì giờ mình chạy lên cái, em quên nữa, vào trong web XML cho nó là cái trang chạy chính đi lớp ơi. Vào trong web XML, đây, chỉ nó là cái trang chạy chính ra, vậy là sao? Mở file web XML lên và cho nó là trang chạy chính. Rồi, chọn nguyên đồ xếp chạy thử coi tới thời điểm thì nó có mồi vô tới account chưa mặt bàn. Rồi, đó, được account rồi đó. Ok. Rồi, vậy thì giờ bắt đầu chúng ta sẽ vào trong account. Thì đầu tiên là cho nó load lên cái trang zip. Nếu xử lý nào phức tạp thì copy hành do get do post xuống và gọi lên trên. Được theo mọi người, cứ dựa trên cái mẫu đó mà làm thôi. Được không các bạn, tới đây kịp chưa? Các bạn thầy chờ chút xíu không? Bây giờ tiếp nè, chúng ta sẽ đi vào account controller nha. Bắt đầu chúng ta tổ chức giống như hôm trước là chúng ta cứ sử dụng một cái thẻ, rồi sau đây một cái query string để chúng ta xác định cái hành động hiện giờ là hành động gì. Vậy thì vừa chạy lên thì chưa có query string thì nó tuôn mất tiêu rồi, đúng chưa mọi người? Vậy thì giả sử thầy khai báo một cái biến action. Đó, request get parameter tên là action. Vậy thì lúc đầu vừa chạy lên là chưa có query string action này. Do đó nếu action này bằng null, nếu action là bằng null chưa có thì thầy làm gì đó. Ngược lại nếu mặn hồi nó có rồi thì mình xuống eo mình làm. Cứ dựa trên mẫu này làm thôi. Vậy thì vừa chạy lên là có phải mình mở cái form đăng nhập ra đúng không các bạn? Chính là mình vào trong cái if ở trên mình load cái trang login.cp lên thôi. Đó. Mọi chuyện luôn luôn lúc nào cũng vậy trơn á. Nó giống như cái mô hình MVC các bạn làm một kỳ 3 đó. Là controller là cái ông mà nhận mọi cái request tới. Thì ở trong zip serverless, serverless là cái ông mà nhận mọi cái request tới. Được ha.
Vậy thì trong này chúng ta load lên chính là request, get request dispatcher chứ gì nữa. Đi vào folder account nè, lấy cái trang login.zb ra, rồi sau đó mình forward request response. Như vậy là chúng ta load lên được cái trang login rồi. Tại vì cái chỗ này nó có một dòng lệnh cho thầy làm biến này không có tách ra nha. Nhưng mà mới mốt những cái xử lý nào mình dài dòng rườm ra thì nó là tách cái hàm ra đi, đứng ngang hàng chỉ do get do mod đó lớp. Rồi sau đó mình gọi nó vô, cứ dựa trên cái mẫu đó mà làm thôi lớp ơi. Ha, đó. Cứ gớt ra xong rồi, do đó do get do mod sau này chỉ là cái nơi gọi hàm vô xài thôi, chứ không có biết gì trọng hết trơn hết. Do cái hành động thì có một dòng thôi, thì làm biến thì không tách hàm thôi. Rồi lớp chạy đi, coi nó vào tới được cái login chưa. Tại vì mong muốn giờ là chọn nguyên process mà mình chạy cái là phải mở vào trong cái trang login.zb à. Rồi vậy thì chạy thử một cái. Rồi như vậy là tới thời điểm này thầy đã vào tới được login rồi nè. Thử view bay sụt là thấy liền gì? Đây nè, nó mở được HTML ra rồi nè. Rồi thử ha, thì chờ. Nó dẫn cái đường dẫn. Rồi, lớp thiết kế cái trang login đi. Làm việc thầy cái trang login đi ha. Rồi sau đó chạy thử cho nó show được login ra hay không. Rồi chúng ta làm thử chút nha. Năm trăm là lỗi có sao. Thứ nhất là chúng ta có cái form nha các bạn. Sử dụng cái form ha. Methods mình sử dụng methods post nè. Methods post nè. Action thì bây giờ mình sẽ đi gọi về cái ông account nè. Và mình thêm một cái query string action login đi. Đó, mình bất cứ những cái xử lý thì các bạn thêm cái query string này vào để nó biết được cái hành động hiện giờ là hành động gì. Tại vì một cái serverless của mình có thể sử dụng nhiều cái hành động khác nhau bên trong mà. Đó, bữa chúng ta làm cái menu rồi đó. Thì mốt là cái tài khoản là có đăng nhập nè, đăng ký nè, sign up ra, sign out ra nè, general file nè, tìm kiếm nè, thì thêm số sửa nè, đủ kiểu hết. Đó, cái phần. Rồi, vậy thì cho cái username vô. Vậy thì trong trường hợp này input type test nè, name, username. Rồi nhắc cái ai muốn cho đẹp thì dựng table này nọ ha. Input type test nè, name, type password, type password và name password. Hôm bữa đã làm cái mã hóa bcrypt rồi đó ha. Input type submit nè, value login. Rồi, vậy thì giờ tới thời điểm này chúng ta chạy lên là được cái trang login như vậy. Chào chị cả.